chào các bạn. Hôm nay mình sẽ tiếp tục setup một hồ thủy sinh ha. Thì ở đây mình có cái hồ thủy sinh này với kích thước là 80 x 35 x 40 cm, dài rộng cao nha các bạn. Với cái hồ thủy sinh này á thì mình sẽ setup cái bố cục là lũa bonsai, nhưng không phải là bonsai dòng suối nha các bạn. Thì chủ đạo của cái bố cục này á sẽ là một cái cây lũa bonsai thật là to ha. Chúng ta tập trung vào cái cây lũa đó, và cái lũa đó chiếm khoảng 80% diện tích của cái hồ này á. Bây giờ các bạn cùng mình theo dõi tiếp cái quá trình setup cái hồ này nhé. Rồi bây giờ mình bắt tay mình làm cái layout nha các bạn. Mình sẽ sử dụng cái gốc lũa hải sơn quỳ này nè để mình ghép mình làm cái gốc bonsai. Và ở đây mình có cái lũa này là lũa xương chùm, mình sử dụng để mình làm cái tán cây bonsai. Và cái hồ này thì chủ đạo chỉ có cái cây bonsai đó các bạn, cho nên mình sẽ làm cái cây bonsai này, cố gắng làm nó thật là đẹp nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đặt cái gốc lũa vào bên trong hồ thử xem như thế nào ha. Rồi bây giờ mình sẽ phải cắt tỉa cái gốc lũa này lại nha các bạn, để cho nó phù hợp cái kiểu dáng và cái kích thước của cái hồ này. Mình sẽ dùng cái cây bút lông này nè các bạn để mình đánh dấu những cái vị trí để chứ mình đem ra bên ngoài mình cắt ha. Sau khi cắt xong một ít rồi, bây giờ mình đặt vào bên trong hồ lại xem như thế nào ha. Mình sẽ tiếp tục đánh dấu những cái vị trí cần cắt. Cái thân cây bonsai này nè các bạn, thì hiện tại nó chưa có cong, nó chưa có đúng cái dáng theo cái ý muốn của mình, cho nên mình sẽ vẽ lên đây và một chút xíu nữa mình cắt, mình chỉnh sửa luôn cái thân này ha. Cái chỗ này nè nó hơi to, cho nên mình sẽ cắt bỏ cái phần này đi luôn. Rồi cái đọt cây này mình cũng cắt luôn, mình cắt ngay cái vị trí này, cắt một đường xéo xuống đây. Thì một cái gốc cây thô như thế này nè các bạn, mình sẽ phải cắt và chỉnh sửa rất là nhiều thì nó mới ra được cái dáng cây bonsai đẹp được các bạn. Sau khi cắt xong thì mình đặt lại cái gốc lũa vào bên trong hồ nha các bạn. Đây mình đã cắt cái đầu nó rồi, và những cái rễ mà nó vướng cái thành hồ mình cũng đã cắt gọn lại rồi ha. Bây giờ mình sẽ ghép thêm một cái nhánh lũa nữa để làm cái ngọn cây nha các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình dán cái ngọn vào nha các bạn. Ở đây thì mình có chèn vào một cái lớp bông y tế nè. Thì cái lớp bông này nó sẽ giúp cho chúng ta kết nối hai cái nhánh lũa lại với nhau một cách chắc chắn hơn ha. Ngay chỗ này thì mình đã nối thêm một cái khúc ngọn nhỏ nữa ha. Thì bây giờ cái dáng của cái cây lũa nó đã hình thành rồi, nó đã đúng theo cái mong muốn của mình rồi các bạn. Còn bây giờ cái gốc lũa này nè, mình sẽ không có để nó nằm ở bên dưới, mà mình sẽ kê nó cao lên như thế này, để cho nó cái ngọn nó chỉ xuống phía dưới. Mình sẽ dùng một cái cục đá đen để mình độn cái gốc bonsai lên như thế này. Tiếp theo bây giờ là mình sẽ ghép những cái nhánh lũa vào bên trong cái thân nha các bạn. Thì mình vẫn tiếp tục sử dụng cái bông y tế và cái mùn cưa để làm cái chất kết dính giữa cái nhánh lũa và cái thân lũa ha. Thì các bạn lưu ý mà khi mình dán lũa thì cái lũa phải được phơi khô nha các bạn, chứ nếu mà lũa ướt thì mình dán nó sẽ không có dính chắc được. Sau khi dán xong hết những cái tàn nhánh đó các bạn, thì tiếp theo là mình sẽ dùng cái cây kéo như thế này để mình cắt tỉa lại những cái tàn nhánh này cho nó đẹp hơn ha.
Rồi như vậy là cái phần trên của cây bonsai mình đã hoàn thiện. Bây giờ tiếp theo mình sẽ làm cái phần dưới, đó chính là cái bộ gốc của cây bonsai. Mình sẽ dùng cái đá kẹp kem như thế này nè để mình ghép vào cái gốc cây. Khi các bạn ghép đá thì các bạn cứ ghép tự do thoải mái theo ý tưởng của mình thôi ha. Các bạn có thể xoay tới xoay lui đủ hướng hết để chúng ta tìm ra cái góc cạnh đẹp nhất của cái viên đá rồi chúng ta xếp vào. Sau khi mà xếp đá xong á, thì mình tiến hành mình dán cố định những cái viên đá này lại ha. Ở đây thì mình vẫn tiếp tục sử dụng là bột gỗ, bông y tế và keo 502. Thì mình kết hợp ba cái này lại với nhau để mình dán mình cố định những cái viên đá lại. Rồi tiếp theo mình sẽ ghép cái bộ rễ cho cây bonsai này chứ để nhìn nó trơ trụi vậy thì nó kỳ lắm. Cái phần này nó cũng tốn khá là nhiều thời gian của mình nữa các bạn. Mình sẽ thêm một ít cái rễ thòng xuống như thế này nè các bạn để mình nhìn vào á, có cái cảm giác là cái cây nó già cỗi và nó cổ thụ. Rồi như vậy là mình vừa ghép xong hoàn chỉnh cái cây bonsai này rồi các bạn. Tuy nhiên thì cái layout của mình nó vẫn chưa có hoàn thiện, nó còn rất là nhiều điểm khác nữa. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi cái quá trình mình setup nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục điểm thêm những cái viên đá nhỏ ở bên dưới cái tán cây. Xong rồi mình sẽ đổ cát vào nha các bạn. Ở đây mình sẽ sử dụng cát nắng vàng hạt to. Rồi cơ bản như vậy là mình đã làm xong cái cây lỗ và xong cái phần layout ở tiền cảnh. Còn một góc ở phía sau phần hậu cảnh á, ở cái khoảng trống này nè các bạn, thì mình sẽ xếp thêm đá vào cũng như đổ phân nền vào, là mình sẽ làm cái chỗ này nó giống như một cái vách núi vậy á. Thì cái phần hậu cảnh này mình sẽ làm sao ha. Thì bây giờ các bạn cùng ngắm lại cái layout này một lần nữa rồi mình tiến hành mình ngâm nước xử lý cái layout này. Sau khi xử lý xong á thì mình mới tiến hành mình làm tiếp cái phần hậu cảnh.
Hiện tại thì cái cây bonsai này mình đã ngâm nước được 10 ngày các bạn, mình vừa rút nước ra rồi. Thì qua 10 ngày ngâm nước á, cái cây bonsai nó ra rất là nhiều màu và rất là nhiều nhớt luôn. Đến hôm nay thì cái cây bonsai nó vẫn còn ra nhớt nhưng mà ít thôi các bạn. Thì mình có thể tiến hành mình setup được rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình setup tiếp, mời các bạn cùng theo dõi nha. À, thì tiếp theo là mình sẽ đổ phân nền vào bên trong hồ ha. Đối với cái layout này á, thì mình sẽ sử dụng cái phân nền là mát tơi sôi. Thì đối với một cái hồ thủy sinh 80 á, thường thường mình sẽ sử dụng 12 lít phân nền các bạn. Tuy nhiên cái hồ này cái layout nó hơi đặc biệt một chút xíu và mình chỉ có thể đổ phân nền ở một cái góc phía sau của hồ thôi. Với cái hồ này mình cũng không có trồng nhiều cây cho nên mình sẽ sử dụng 8 lít phân nền cho cái hồ này ha. Bây giờ mình tiến hành mình san lấp phân nền ha, để cho cái phân nền nó dẻ xuống dưới, sau này nó không có bị sụp nền. Rồi chút xíu nữa mình sẽ phủ thêm phân nền lên nữa. Với cái hồ này thì mình cũng không có sử dụng cốt nền nha các bạn, tại vì mình cũng không có trồng nhiều cây thủy sinh ở bên trong hồ này cho nên không cần sử dụng cốt nền. Sau khi san lấp phân nền xong thì mình sẽ thêm những cái viên đá như thế này vào trong cái layout ha, mình sẽ đặt lên trên cái lớp phân nền để tạo thành cái vách núi. Đá này là đá dao voi, nó có những cái đường vân nước nẻ ở bên trên cái viên đá, nhìn giống như da của con voi vậy các bạn. Mình tiến hành xếp đá vào bên trong hồ nha các bạn. Rồi tiếp theo ở đây mình có những cái viên đá vụn, những cái viên đá nhỏ như thế này nè. Sau khi mà mình xếp cái layout xong hết rồi các bạn, mình sẽ sử dụng những cái viên đá nhỏ như thế này để mình điểm thêm vào bên trong cái layout. Mình rải ở xung quanh cái gốc cây á, mình tạo những cái chi tiết để khi mình nhìn vào mình thấy nó tự nhiên hơn ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ chuẩn bị rêu và cây thủy sinh để trồng cho cái hồ này. Đây là rêu Bellia các bạn, một cái dòng rêu mà mình thấy nó rất là đẹp, tuy nhiên là khá ít người chơi các bạn. Cái lá rêu này như các bạn thấy nè, nó bồng bềnh giống như mây vậy các bạn, và nó xếp thành tầng tầng tầng. Và đặc trưng của cái lá rêu này nó khác hẳn những cái dòng rêu khác, kiểu như mini Taiwan thì cái lá nó nhuyễn nhuyễn các bạn, và những cái dòng rêu khác thì nó lại giống giống như mini Taiwan vậy á. Còn cái rêu Bellia này thì nó khác hẳn luôn, cái lá của nó tròn tròn. Rồi tiếp theo ở đây mình có những cái ngọn gái nana như thế này, thì mình cũng sẽ sử dụng vài ngọn để mình điểm vào bên trong cái layout của mình ha. Rồi bây giờ để dán được cái rêu Bellia lên trên cái tán lũa các bạn, thì mình sẽ sử dụng một cái loại keo dán chuyên dụng ha. Đây là keo dán cây thủy sinh. Bây giờ trước khi dán thì mình có chuẩn bị một cái bình xịt phun sương như thế này. Mình sẽ phun ướt hết cái lũa này trước, rồi trong quá trình mình dán mình cũng sẽ phun nước thường xuyên để mình giữ ẩm cho cái lá rêu ha, cho cái lá rêu nó không có bị khô, chứ nếu mà nó bị khô thì nó rất là dễ hư.
Bây giờ mình sẽ quay gần lại để cho các bạn nhìn rõ hơn cái cách mà mình dán ha. Mình sẽ trát keo lên đầu những cái nhánh lũa này các bạn. Các bạn trát một lượng keo vừa đủ thôi ha, đừng có trát nhiều quá. Nếu trát nhiều quá thì chút khi mà vô nước á, nhìn nó trắng trắng nó hơi xấu. Nhưng mà lỡ trát nhiều thì cũng không sao, mai mốt cái rêu nó mọc ra nó cũng che hết à. Mình trát hết keo lên một cái nhánh như thế này á, rồi bắt đầu mình lấy rêu mình định lên là xong. Thì cái keo này thứ nhất là nó không có nóng, nó không có làm hư cây thủy sinh. Thứ hai là nó không có tiết ra những cái chất độc ảnh hưởng đến cái môi trường ở bên trong cái hồ thủy sinh của mình. Và cái thứ ba là cái keo này có thể dán được ở dưới nước, khá là hay các bạn. Cái rêu thì mình chỉ việc tách nó ra thành từng miếng nhỏ nhỏ như thế này, mình ịn lên cái vị trí có keo, như vậy là tự nó dính lại rất là nhanh. Sau khi dán xong một tán thì mình sẽ tiến hành mình phun nước lên cái tán đó, cũng như là phun lại những cái tán mà hồi nãy mình đã dán luôn, để giữ ẩm những cái rêu này cho nó không có bị khô. Rồi cứ như thế thì mình sẽ tiến hành mình làm hết cái cây này luôn ha. Rồi như vậy là mình đã dán xong rêu lên trên cái cây rồi các bạn. Bây giờ mình tiến hành mình bơm nước vào bên trong hồ nha các bạn. Ở đây mình có một cái thiết bị như thế này, dùng để kẹp cái ống nước lên trên cái thành hồ ha. Nó khá là tiện đó các bạn. Mỗi lần mà mình cần bơm nước vào hồ hay là cần thay nước gì đó thì mình cứ kẹp nó dính lên đây, mình không phải đứng mình nhìn ha. Trong lúc mình chờ đầy nước á, nếu mà mình không có cần sử dụng cái đèn thì mình sẽ tắt đi, tại vì cái đèn nó tỏa ra cái hơi nóng á, nó làm cho những cái rêu mà chưa có nước á, nó khô và nó hư. Mình đã bơm nước lên tới đây các bạn, bây giờ mình sẽ tiếp tục trồng thêm một số cái loại cây thủy sinh vào bên trong cái vách đá này ha. Ở đây mình có cái cây này là rau má hương, thì cái rau má hương này mình thấy nó cũng rất là đẹp và nó cũng dễ trồng nữa. Mình sẽ nhét nó vào những cái khe đá để cho nó phát triển ra và nó tạo những cái mảng xanh xung quanh những cái viên đá khô cứng ha. Bây giờ tiếp theo ở đây mình có rêu mini Taiwan, thì mình sẽ dán lên những cái viên đá nhỏ nhỏ như thế này nè, để mình điểm thêm vào ở bên dưới cái gốc cây nha. Mình sẽ sử dụng những cái viên đá này để mình điểm thêm vào ở bên dưới cái gốc cây á, mình tạo thành cái màu xanh ở bên dưới, nhìn vào cho nó đỡ có buồn nha, nó đỡ có khô. Hiện tại là mình đang dán keo trực tiếp bên trong nước nè các bạn. Mình trét một ít keo lên trên đá xong mình lấy cái rêu á, mình đè lên là nó tự dính. Mình vừa hoàn thành xong cái quá trình vào rêu và cây thủy sinh cho hồ rồi. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ lắp lọc ván ha. Các bạn thấy ở trên mặt nước nè, nó có khá là nhiều bụi, thì mình sẽ lắp lọc ván để lọc sạch những cái bụi và những cái ván nước này. Ở đây mình có một cái sản phẩm này là cái máy lọc ván mini, và cái kích thước này nó rất là nhỏ gọn luôn các bạn.
với cái đầu hút quán là đầu hút quán có thể xoay được. Đây cái thân máy lọc nó rất là nhỏ gọn luôn. Ở đây chúng ta có một cái họng để máy bơm thổi nước ra. Rồi ở cái vị trí này thì có một cái cần gạt để điều chỉnh cái lực hút quán. Rồi ngoài ra mình có một cái phụ kiện như thế này, một cái nắp đậy bằng nhựa để mình gắn vào cái miệng thổi nước này các bạn. Thì cái này nó khá là hay các bạn có thể chỉnh được cái hướng, cái dòng nước của cái miệng thổi nước ra này nè. Rồi tiếp theo một cái linh kiện nữa của cái lọc này đó chính là cái đầu hút quán. Khi mà chúng ta lắp vào thì cái đầu này nó có thể xoay tròn ở bên trên mặt nước đó các bạn. Rồi mình cắm điện rồi các bạn thấy cái đầu hút nước này nó xoay nè. Thì để cho cái đầu hút quán này nó xoay được như thế này ấy, thì các bạn phải lưu ý một vài điểm như thế này. Thứ nhất là các bạn phải lắp cái thân lọc ấy, cho nó thẳng đứng ha. Rồi cái thứ hai là các bạn phải điều chỉnh cái lực hút vừa phải bằng cái cần gạt ở bên trên cái thân lọc. Rồi cái thứ ba là các bạn phải giữ cho cái mặt nước nó không có quá động. Ví dụ như các bạn đừng có gắn ngay cái quạt nó thổi vô, hoặc là đừng có gắn đối diện cái đầu ao của cái máy lọc thùng. Thì như vậy thì nó sẽ không có xoay được. Rồi chỉ cần các bạn lưu ý ba cái phần đó thì khi các bạn lắp vô hồ thì cái đầu lọc này nó sẽ xoay rất là đẹp như trong video này ha. Mình chỉ mới chạy khoảng 5 phút thôi các bạn, nhưng mà cái mặt nước nó đã sạch bụi rồi. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ chăm vi sinh cho cái hồ này ha. Ở đây mình sẽ sử dụng là vi sinh Multibio. Thì sau khi setup xong các bạn mình chăm nước vào thì ở trong nước mình chăm vào nó có rất là ít vi sinh. Thì mình chăm cái vi sinh này nè vào, nó sẽ khởi tạo cái hệ vi sinh. Đây là những cái con giống được nuôi cấy sẵn ha. Mình chăm vào thì những cái con giống này nó sẽ phát triển, nó sinh sôi nảy nở ra và nó xử lý những cái chất thải hữu cơ ở bên trong hồ của mình. Những cái thức ăn của cá nè, hoặc là những cái chất thải của cá sẽ được những cái con vi sinh nó xử lý sạch. Nó làm cho nước không có bị hôi, nó làm cho nước trong hơn ha. Thì cái vi sinh này các bạn sử dụng theo cái hướng dẫn ở bên trên cái tem nhãn của chai là được. Sau khi chăm vi sinh xong mình sẽ gắn nhiệt kế cho cái hồ này nha các bạn. Ở đây mình có cái nhiệt kế thủy ngân nè. Cái nhiệt kế nó giúp cho chúng ta biết được cái nhiệt độ của nước bên trong hồ là bao nhiêu. Tại vì cái cây thủy sinh nó chỉ phát triển tốt ở cái nhiệt độ mát các bạn. Nhiệt độ từ 24 cho đến 28 độ là phù hợp cho cây thủy sinh phát triển ha. Còn nếu như mà nó nóng hơn thì chúng ta sẽ tìm cái giải pháp để chúng ta hạ nhiệt xuống. Như hiện tại cái hồ này thì nhiệt kế nó đo được là 27,5 độ các bạn. Cái nhiệt kế này thì nó không chính xác 100% đâu, nó sẽ chênh lệch khoảng 1 độ gì đó. Chúng ta biết được ở cái mức độ tương đối là ok rồi. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái quá trình setup cái hồ thủy sinh này ha. Mình đã quay lại cái quá trình từ lúc mà chúng ta ghép cái cây lũa như thế nào, cũng như là xếp đá vào phân nền, rồi trồng cây thủy sinh, cho đến vào nước và chăm vi sinh này nọ rồi. Thì cái quá trình đó mình chia sẻ cũng khá là chi tiết. Nếu mà bạn nào muốn setup á, thì các bạn xem kỹ cái video này, các bạn hoàn toàn có thể làm theo được ha. Rồi các bạn xem video mà thấy hay á, thì nhớ bấm like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình ha. Rồi các bạn nào mà xem video mà còn vấn đề thắc mắc nào á, hoặc là các bạn muốn tư vấn chuyên sâu hơn, các bạn muốn liên hệ để đặt hàng hoặc là mua phụ kiện gì đó, thì các bạn có thể liên hệ với mình qua cái Facebook hoặc là cái Zalo, mình để thông tin ở bên trên cái màn hình này nha các bạn. Rồi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé.